Hai, anh chị vừa được lắng nghe âm thanh của cái đàn guitar AT04CX Custom phiên bản mùa xuân của Thuần Guitar. Thì tiếp theo đây thì Thân sẽ review tiếp một cái đàn guitar AT04CX Custom của nghệ nhân Thuần Guitar phiên bản mùa xuân 2024. Thì cây này được khảm một cái chành đào cũng như là một con chim ở đây, con chim rất là đẹp. Nhìn rất là mùa xuân, rất là tươi trẻ. Về cây đàn AT04CX này thì clip trước thì Thân đã review một cây rồi. Thì trong clip hôm nay thì Thân sẽ tiếp tục review một cây tiếp theo. Thì đây là một cây đàn guitar hàng mẫu do Thuần Guitar làm và thuộc dòng limited, có nghĩa là chỉ sản xuất 1 đến 2 cây thôi, không sản xuất nhiều nha. Cây này thì có thông số như sau. Thì đầu tiên thì đây là một cây đàn guitar dáng A khuyết này, có vạt 3 ve này. Đấy. Mặt top của nó là mặt gỗ thông Sitka Spruce. Lưng hông của nó là gỗ mahogany. Và tổng thể cái đàn này là một cái đàn guitar gỗ thịt nguyên miếng nha, gỗ thịt nguyên miếng đã được xử lý rất là kỹ rồi. Cần đàn là gỗ mahogany, đi hai mảnh gỗ lim. Thì đây là một công nghệ mà Thuần Guitar cho ra mắt từ năm 2023, cho giúp cái cần nó nhìn nó rất là chắc chắn hơn, cũng như là chống xoắn và chống đứt hiệu quả hơn. Đấy. Khóa đàn của cây này là khóa Lighting, bộ khóa Gold. Khóa này thì nó có thể so sánh với khóa đời dung, tương đương nhau. Cần đàn này vẫn là một cái cần liền nguyên khối nhé. Tất cả những cái cây đàn guitar của Thuần thì đều sử dụng cái cần liền nguyên khối. Rồi, tiếp theo. Cái đàn này thì cái chỉ viền của nó xung quanh cái thùng này là đi chỉ gỗ rất là tinh tế. Cái này đi chỉ gỗ rất đẹp xung quanh viền. Đằng sau của cái đàn viền này đã được vạt và đi một cái chỉ đen tinh tế. Vạt này thì giúp cho chúng ta đỡ bị cấn, cũng như là khi mà chúng ta để tay vào như thế này thì nó sẽ đỡ bị cấn tay và thoải mái tay hơn. Cái đàn có tích hợp ti chống cong cần, chỉnh cong cần hai đầu, hai chiều. Và đây vẫn là một cái đàn guitar hè nan đục lỗ. Ok. Ở cái đàn này thì mặt phím và cái cầu ngửa của nó là được làm từ gỗ cẩm ấn nhé. Rồi. Action của nó rất là vừa tay thì Thân đã căn chỉnh rồi. Cây này thì Thân đang để căn chỉnh là 2.6 để cho chúng ta chủ yếu đánh đềm hát với cả finger. Và khi mà chúng ta muốn hạ thấp thì chúng ta có thể căn chỉnh lại theo yêu cầu, hoặc là có thể nhờ Thân là Thân căn chỉnh lại cho anh chị nhé. Chúng ta chỉ cần mài cái ngửa này đi là action nó thấp xuống. Và tất nhiên là không được thấp quá. Thấp quá thì đánh nó sẽ bị rè nhé. Đây thì Thân đang để vừa tay của Thân đánh nhé. Rồi. Ở cây AT04CX thì Thân cũng đã review rất là nhiều rồi. Thì trong clip hôm nay thì cây này là một cây phiên bản của Thuần đặt mẫu, để cho chúng ta có thể biết là Thuần có thể sản xuất được tất cả các cây đàn theo yêu cầu của anh chị và các bạn đặt theo nhu cầu. Này, thì có thể nhận đặt riêng. Anh chị mà có nhu cầu đặt riêng một cây theo sở thích của anh chị và các bạn thì Thuần có thể đáp ứng được nhé. Rồi, cái đàn này thì chúng ta cùng nhìn tổng quan lại cái mặt trước này. Tiếp theo là cái lỗ viền của nó cũng là đi chỉ gỗ. Đấy, chỉ gỗ là 3 vòng rất là đẹp, tinh tế. Nhìn cái đàn này thì Thân cảm giác là nó là một cái đàn theo hướng hiện đại trẻ trung. Cũng pha một chút về gì đấy là cổ điển. Tại vì các cái chi tiết như là miệng lỗ này hay là đi xung quanh đều là chỉ gỗ, cho nên nhìn nó rất là phong cách hơi cổ điển một tí. Còn về trên cần đàn thì khảm cái bông hoa đào kết hợp với một con chim sẻ thì cho cái cảm giác là mùa xuân. Đấy. Sử dụng cái đàn này thì cảm giác như là chúng ta đang ở trong một cái mùa đẹp nhất của quanh năm ấy. Rất đẹp. Rồi sau đây thì Thân sẽ review âm thanh để cho anh chị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Ở cái đàn này thì âm thanh của nó rất là vang, nội lực và dày, đặc biệt là cái dây bass. Đấy, chị cùng lắng nghe này.
6 giây rất là cân bằng, nhưng mà cái bass thì nó sẽ to hơn một tí, nghe nó rất là đầm tiếng. Với một người chơi đàn hơn 10 năm cũng như là kinh doanh nhạc cụ cũng đã gần chục năm với cái đàn này, thuần guitar này, thì Thân cũng đã kinh doanh từ cái lúc khởi nghiệp cũng đã được khoảng 8 năm rồi, và Thân có cảm nhận và trải nghiệm rất là tốt về chất lượng cũng như là cái độ bền của nó. Nên là anh chị và các bạn khi sử dụng cái này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ bền của nó nhé, chất lượng âm thanh cũng như chất lượng gỗ, rất là yên tâm để sử dụng nhé, lâu dài không lo nhé. Thuần guitar sẽ bảo hành và Thân sẽ bảo hành cho anh chị và các bạn lên tới 5 năm, nên là chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Đấy, Thân sẽ đánh ngẫu hứng một số đoạn để cho anh chị và các bạn là có cả thêm cái nghe chiều sâu hơn.
Thân sẽ review và demo qua một đoạn về âm thanh và hình ảnh của cái đàn này như thế. Nếu như anh chị và các bạn mà có nhu cầu đặt custom những cây đàn guitar ta theo yêu cầu, hoặc là muốn mua một cây đàn mẫu có sẵn như thế này, thì hãy liên hệ cho Thân qua Zalo mà Thân để ngay góc phải màn hình. Clip này thì Thân sẽ dừng ở đây để dành thời gian tiếp tục làm các clip tiếp theo gửi đến anh chị và các bạn. Mọi sự quan tâm và thắc mắc về thông tin sản phẩm của Thuần Guitar thì anh chị cứ để lại comment hoặc là nhắn tin Zalo để Thân hỗ trợ nhé. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.